Admin kênh Nhân Quả Luân Hồi xin kính chào quý vị. Hôm nay, kênh chuyển tặng máy nghe Pháp với nội dung hoàn toàn mới và cập nhật liên tục. Mời các bạn xem danh sách các bài Pháp có trong máy. Đặc biệt, máy nghe Pháp có bài Đọc Kinh Địa Tạng ở bài số 038. Đối với các cụ già mắt kém, việc đọc kinh rất khó khăn mà quý thầy tụng nhanh quá nghe sẽ không kịp. Thì nay đã có bài Đọc Kinh Địa Tạng. Tất cả các bài đọc kinh, người thuyết giọng dễ nghe, nhẹ nhàng, chậm rãi để mọi người có thể hoan hỉ đọc theo như một thời khóa công phu mỗi ngày. Máy nghe Pháp của chúng tôi được lựa chọn loại có nút bấm đơn giản, đặc biệt rất hữu dụng cho các cụ già không tiện bấm nhiều nút. Máy cực kỳ tiện dụng, dùng được cả USB và thẻ nhớ. Hỗ trợ jack 3.5mm, cắm tai nghe để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh và phù hợp cho người lớn tuổi bị lãng tai. Có cả đài FM dễ dàng dò bắt các kênh. Loa sử dụng hai pin siêu khỏe cho thời lượng nghe nhạc tăng lên gấp đôi so với các dòng loa tương tự. Máy được tích hợp đèn LED cực sáng khi cần dùng. Đi kèm với máy, tất nhiên là có kèm thẻ nhớ đựng các bài giảng đã nêu. Trong máy, admin đã bổ sung danh sách các bài giảng in chi tiết theo số thứ tự để các bạn có thể chọn bài dễ dàng. Máy đã kèm dây, cốc sạc và pin sạc tiện lợi. Kích thước máy nhỏ nhắn, thuận tiện sử dụng, có thể sử dụng được cho tất cả các loại. Quý vị nếu có lòng nghĩ nhớ đến chúng sinh cõi vô hình đang vất vưởng đau khổ, mình mở bài đọc kinh Địa Tạng, cúng dường pháp giới chúng sinh sẽ đem đến phước vô lượng hồi hướng cho các chúng sinh ấy. Những cách sử dụng máy nghe Pháp vô cùng lợi lạc mà quý vị có thể ứng dụng như sau. Mở vào buổi tối rồi đi ngủ, đến sáng thì tắt cũng rất tốt. Mở trước khi ngủ, có thể treo máy ở ngoài hiên nhà hoặc ở sân nhà cũng được, miễn là chỗ đó mưa gió không tạt vào làm ướt máy nghe Pháp. Quý vị hãy lưu ý, khi mở máy, quý vị hãy chắp tay cung kính, xin thần hộ Pháp bảo hộ. Lúc mở máy đọc kinh Địa Tạng, hãy tác ý mời các vong xung quanh đến nhà nghe để cho họ tu tập. Tuyệt đối không được tác ý mời vào nhà. Chúng ta chỉ cho họ ở ngoài sân nghe thôi, đến sáng có thể tắt máy mời họ đi. Một số những link trực tiếp nghe đọc kinh Địa Tạng đã tăng âm lượng, quý vị có thể xem ở phần ghi chú dưới video này. Chúng tôi xin gửi tặng bạn hữu duyên với điều kiện thỉnh như sau. Mỗi bạn chỉ được nhận một máy nghe Pháp. Các bạn chép đủ 5 lần chọn bộ kinh Phổ Hiền theo link tại phần ghi chú dưới video. Kinh này không dài, bạn chép 5 lần vẫn ngắn hơn là chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Quay video, lật từng trang, từ trang đầu đến trang cuối. Video được gửi về email nhânquả.luân.hồi@gmail.com. Đồng ý cho kênh đăng video với một mục đích duy nhất là khuyến tấn các bạn tham gia. Đây là bộ kinh có lợi ích thủ thắng không thể nghĩ bàn. Như trong kinh, Ngài Phổ Hiền đã nói, chỉ có biên chép mà có thể lập tức diệt 5 tội vô gián. Lưu ý, khi chép kinh, chép thần chú, chép danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, quyển vở chép rồi, quý vị cất giữ để nơi trang nghiêm trong nhà hoặc gửi lên chùa. Hoặc nếu không tiện giữ lại thì mình thưa với Phật Bồ Tát rồi sau đó mình đốt. Sau đó mình sẽ gom cho, đem trải xuống sông. Để hiểu hơn về Phổ Hiền Thập Hạnh là gì và vì sao phải chép, mời quý vị chúng ta hãy nghe tại link MP3 dưới phần ghi chú của video này. Cách bố thí Pháp đúng cách. Ban ngày, quý vị có thể dùng máy nghe Pháp để nghe, cũng như học hỏi thêm kiến thức từ các bài giảng. Còn ban đêm, quý vị nên chọn một nơi sạch sẽ, trang nghiêm hoặc nơi bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên trong gia đình và mở máy nghe Pháp qua đêm. Làm được như thế thì công đức rất là lớn. Vì sao vậy? Bởi vì có rất nhiều chúng sinh trong cõi vô hình đến nghe. Khi nghe nhiều thì tâm trí của họ thông suốt, buông xả oán thù, phát tâm sám hối, nghe tụng kinh, trì chú, đủ thời gian thì họ liền được siêu thoát. Có chúng sinh được lên cõi trời, cõi người, cõi Phật. Đây đều là do tâm niệm sám hối sau khi đã nghe Pháp. Trong nhà của các thành viên đội ngũ admin đã làm như trên và mở máy nghe Pháp 24/24 giờ. Kinh tốt nhất cho chúng sinh cõi vô hình là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và đã có nhiều điều kỳ diệu xảy ra.
như các chứng bệnh lâu năm hay phát sinh giữa đêm của các thành viên trong gia đình, không chữa mà tự khỏi. Rồi nằm mộng thấy rất đông chúng sinh đến cảm tạ, có vùng đất nhiều người âm, các thành viên trong gia đình hay gặp ác mộng và hay thấy ma, thì sau một thời gian bố thí pháp, gia đình được ngủ ngon và không còn ai thấy ma nữa. Và còn vô vàn sự linh ứng khác không đủ để kể hết ở đây. Ngoài ra, khi một chúng sinh cõi vô hình nghe được một danh hiệu Phật thì hạt giống đó sẽ nảy mầm lần lần cho đến khi người đó tin sâu giáo lý đạo Phật, dù qua nhiều kiếp nhưng vẫn không mất đi mà tăng trưởng dần dần. Quý vị nên biết công đức của bố thí pháp là không thể nghĩ bàn. Hoan hỷ quý bạn hữu duyên nhận được máy nghe pháp, tâm huyết của chúng mình đã đặt hết vào đây. Đội ngũ admin xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn xem danh sách các bài pháp có sẵn trong máy. Sammo di soha.